Sáng ngày 2 tháng 7, chi bộ chi nhánh may Sông Công 3, Đảng ủy Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy Công ty chọn tổ chức đại hội điểm. Với tổng số hơn 2.000 cán bộ công nhân viên, trong đó có 32 đảng viên, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã lãnh đạo chi nhánh may thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu của công ty giao. Cụ thể năm 2020, doanh thu đạt 586 tỷ đồng, lợi nhuận gần 3 tỷ đồng, thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng trên người trên tháng. Năm 2021, doanh thu đạt 780 tỷ đồng, lợi nhuận 15 tỷ đồng, bình quân thu nhập đạt gần 9 triệu đồng trên người trên tháng. Sau tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 459 tỷ đồng, lợi nhuận 19 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt gần 10 triệu đồng trên người trên tháng. Để đạt được kết quả trên Hàng năm chi ủy đều chủ động xây dựng nghị quyết, lãnh đạo chi nhánh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch giao. Phối hợp với ban giám đốc chi nhánh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế của công ty đảm bảo đúng quy định, phát huy quyền làm chủ của công nhân lao động, thực hiện công khai các khoản thu chi tài chính, cách chế độ phân phối thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, tri bộ thường xuyên tổ chức các lớp học tập quán triệt nghị quyết của Trung ương Đảng ủy công ty với 32 trên 32 đảng viên đăng ký thực hiện. Thường xuyên kiểm điểm nhắc nhở đảng viên thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, vân vân. Năm 2020 và 2021, tri bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận và biểu quyết phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025 với tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, đại hội đã bầu 5 đồng chí vào ban tri ủy, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.